là người dân tự đi cái khai báo y tế đó. Đặc biệt là đâu có những cái trường hợp mà tiếp xúc trực tiếp với lại các bạn các thầy cô giáo nên là chúng ta là ép một cái lợi kiểm tra cho được chứ không được đấy chứ là chúng ta đang kiểm tra những cái chỗ nên là cứ thôi là không phải một đúng là chúng ta là